Chào mừng quý thính giả trở lại với chuyên mục tâm sự trên kênh Blog Tin Thi Thi. Quý thính giả biết không, hạnh phúc sẽ đến với những ai chân thành và biết trân trọng nó. Còn những điều giả dối, không sớm thì muộn cũng sẽ bị lộ tẩy. Đồng ý là trong tình yêu thì chúng ta hãy nhìn từ hiện tại đến tương lai, đừng đưa quá khứ của nhau ra chỉ trích. Nhưng nếu như bạn để những hậu quả trong quá khứ ảnh hưởng trực tiếp đến hôn nhân hiện tại, thì đừng trách móc rằng tại sao mình không hạnh phúc. Và sau đây thì Thi xin gửi tới quý thính giả một mẩu tâm sự của một người chồng, một người cha đã ròng rã suốt 5 năm trời phải nuôi con tu hú vì sự lừa dối của vợ mình. Chị không phải là mối tình đầu của anh cũng vậy. Anh trở thành chồng của chị sau khi chị chia tay mối tình đầu gắn bó tròn 5 năm. Khi đến với nhau, anh chị đều tôn trọng nhau mà không đòi hỏi quá nhiều về quá khứ của nhau. Nhưng thông qua người thân, anh biết được chị từng có một mối tình sâu đậm. Nhưng vì gia đình nhà trai ngăn cấm cho nên họ không thành đôi. Anh nghĩ rằng chị cũng như những cô gái kia, người yêu cũ của anh. Cả hai đã không vượt qua trở ngại để quyết tâm đến với nhau. Anh thông cảm, hiểu và dần dần yêu chị nhiều hơn. Ngày kết hôn, anh chị hạnh phúc trong lời chúc tụng của gia đình bạn bè hai bên. Kỳ trăng mặt Đà Lạt, ngày đó anh chẳng thể quên được anh chị đã có một đêm ngọt ngào đến như vậy. 3 tháng sau ngày cưới, chị tất kinh và biết rằng mình đã có thai. Khỏi phải nói anh mừng rỡ như thế nào. Anh là con một trong gia đình, anh cũng lớn tuổi rồi. Anh khát khao có con, một phần cũng để bố mẹ già ở quê đỡ mong ngóng. Ngày biết tin vợ có bầu là ngày anh thấy mình trở nên khác lạ. Anh dồn tất cả sự chăm sóc và quan tâm đến cho chị. Việc nhà anh làm, đưa đón vợ anh lo, chở vợ đi khám anh không bỏ sót ngày nào. Sự chăm lo của anh, sự xuất hiện của linh sinh linh nhỏ khiến cho anh chị hạnh phúc hơn. Anh nhớ mãi ngày con chào đời. Anh cầm bàn tay bé nhỏ mà cảm xúc xúc động. Mình đã trở thành cha. Cái cảm xúc ấy thật thiêng liêng làm anh nhớ mãi. Anh yêu con trẻ nên hết lòng hết sức chăm lo cho con. Con chào đời ai cũng bảo cậu bé giống cha như đúc, thậm chí còn đẹp hơn ba. Nó lấy hết nét đẹp của cha mẹ. Anh tự hào mỗi khi ai đó khen cậu con. Cậu bé càng lớn càng quấn bố hơn. Nó đi đâu, làm gì cũng phải có ba. Mẹ có thể vắng, nhưng khi con ngủ, phải chờ ba về. Anh hợp và rất yêu con. Chị thì khác. Mỗi ngày con lớn lên là mỗi ngày chị thêm giật mình. Con lớn lên không hề giống anh, mà giống hệt mối tình đầu của chị. Lần đó sau ngày cưới, chị có gặp lại mối tình đầu để chia tay lần cuối và hứa với nhau sẽ cắt đứt mọi liên lạc. Lần đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng họ đi quá giới hạn. Đến khi mang bầu, chính chị cũng không biết đó là con ai. Luôn thường trực những băn khoăn trong lòng, chị quyết định tự mình làm sáng tỏ mọi chuyện. Cầm tờ giấy xét nghiệm ADN trong tay mà chị choáng váng. Đó là con của mối tình đầu, chị rơi vào trong chân. Trở về nhà sống những ngày tháng cảm giác bị lừa dối luôn làm chị dằn vặt. Chị thấy mình có lỗi với cả ba người, với chồng, với con, với người yêu cũ. Dù người yêu cũ của chị cũng đã đi lấy vợ, suốt từ lần đó họ cũng không hề gặp lại nhau. Về phần mình thì anh vẫn vậy, vẫn yêu thương và chăm sóc gia đình. Một ngày mưa gió chị đi công tác, anh ở nhà một mình lo cho con ngủ. Sau khi con ngủ, anh thức dậy làm việc. Làm việc xong anh trằn trọc mãi không ngủ được. Anh trở dậy dọn dẹp phòng. Ở chỗ xấu nhất mà ít ai ngờ tới, trong cái ngăn kéo mấy lớp chèn dưới vài cuốn sách cũ, anh thấy thò ra một mảnh giấy nhỏ. Đó là tờ xét nghiệm ADN mà chị đã cắt công giấu kín. Tất cả sụp đổ trong anh. 2 ngày sau, anh rơi vào trạng thái trống rỗng. Chị vẫn gọi điện về, anh vẫn cho ngắm con. Hai mẹ con vẫn nói chuyện với nhau vui vẻ mà không hề biết về nỗi đau anh đang gánh. Trước ngày chị trở về, anh đưa đứa con về quê và để lại trên bàn tờ giấy ly hôn. Ngày ra tòa, chị vẫn trào nước mắt van xin tha thứ. Con ở với anh vẫn được anh chăm sóc chu đáo. Tòa xử anh chị ly hôn, con sống với mẹ.
Lần cuối cùng anh dắt tay con đưa về phía chị và dặn dò. Không ở với bà nữa, nhưng bất kể khi nào con cần, con có thể trở về với ba. Chị trào nước mắt. Thưa quý thính giả, trong câu chuyện trên, cả người chồng, người vợ và đứa con, cả ba đều sẽ tổn thương. Tuy nhiên đó là một điều ngoài ý muốn, nhưng có lẽ đối với người đàn ông thì việc chấp nhận việc này quả thực là hơi khó. Dù rằng trong cuộc sống hôn nhân vợ của anh ấy không ngoại tình, tuy nhiên việc phải chấp nhận đứa con mà anh ấy yêu thương trong suốt 5 năm qua lại là con của người cũ của vợ mình, thì quả thực có lẽ là một người đàn ông nào cũng khó chấp nhận. Còn chị vợ trong câu chuyện trên, bây giờ có đau buồn thì biết than trách ai, cũng là lỗi lầm do chính mình gây ra. Có lẽ để bù đắp tốt nhất cho con là từ nay trở về sau hãy cố gắng nuôi dạy con thật tốt. Biết là từ nay con sẽ không còn vòng tay chăm sóc và yêu thương của cha. Nhưng hy vọng rằng chị ấy có thể một mình nuôi dạy con thật tốt, không cần phải làm phiền tới người cha ruột của đứa bé. Câu chuyện hôm nay thì kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào trên kênh, quý vị và các bạn nhớ nhấn vào nút đăng ký và chuông thông báo. Bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video lần sau.